Làng A Mương là một trong những làng còn nghèo ở xã Gia Mân Ông. Trong làng có đến 2/3 số hộ đồng bào dân tộc thiểu số là hộ nghèo, cận nghèo. Trước khó khăn của làng mình, ông Siêu Plô đã chịu khó đi đến các vùng miền khác tìm các cây giống mới về tự mày mò, trồng thử nghiệm. Sau nhiều năm, giờ đây ông Plô tự hào chia sẻ trên đất của mình có nhiều loại cây ăn trái như sầu riêng, chôm chôm, nhãn, ổi, dừa nước. Mỗi loại ông trồng một ít, loại nào thành công, năm sau ông lại nhân rộng nhiều hơn và chia sẻ giống cho bà con trồng theo. Chính sự rộng rãi ấy mà bà con quanh vùng luôn gọi ông với cái tên trìu mến, Già Plô. Chú Plô là một người điển hình ở trong làng này, là một người có lao động siêng năng, học hỏi kinh nghiệm và có tích cực lao động sản xuất, rất là siêng năng, tiếp tục để tuyên truyền bà con để phát triển kinh tế, để vươn lên thoát nghèo bền vững. Thì ông Plô là một người được người dân ở đây uy tín rất nhiều. Cũng chính gương mẫu nói được làm được, ông Plô được bà con tín nhiệm bầu chọn làm trưởng ban công tác mặt trận làng A Mương. Ngay từ những ngày đầu nhận nhiệm vụ, ông Plô dành nhiều thời gian đến từng hộ gia đình để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của bà con, từ đó kịp thời kiến nghị đề xuất với chi bộ để có các giải pháp hỗ trợ giúp đỡ kịp thời. Cũng nhờ đó, khi xã có chính sách hỗ trợ sinh kế cho bà con, ông luôn là người đóng góp ý kiến để hỗ trợ bà con phù hợp và hiệu quả. Hộ nào được nhận hỗ trợ thì cứ giam ba hôm, ông lại ghé thăm một lần để hướng dẫn kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm, tháo gỡ khó khăn kịp thời. Nhờ đó, các mô hình hỗ trợ sinh kế đều được triển khai hiệu quả. Làng Bơn thì nghèo nhất tất cả làng trong cái xã Bế Ba của mình. Nhưng mà đây, cái niềm tuyên truyền đó thì nó cùng nhà nước cùng hỗ trợ để tạo cành cà phê, rồi với như thì sầu riêng mình cũng tuyên truyền người ta chăm sóc cái như thế. Hiện tại bây giờ cũng lẹt cái như thế, nó làng Mông cũng vẫn khó khăn, bởi vì cái như thế đất đai thì nó ít, đất đai thì không có. Như nếu một cái vườn làng Mông nhỏ quá cái như thế đâm ra hai hộ không có, nhưng mà cái như thế đó tâm cái như thế kinh tế nó có như thế hàng ngày thì đẻ ra con cái nó nhiều quá, như thế đâm ra cái như thế nó làm ăn thì nó khó. Giờ cái như thế mình cũng tuyên truyền nó cố gắng để mà đúng cái trông chờ về nhà nước thì nó mình có cái căng đi làm cái này làm cái kia. Nhờ sâu sát gần gũi với bà con nên mọi chuyện lớn nhỏ trong làng ông luôn nắm rất rõ. Cũng chính thế mà bà con luôn tin tưởng và quý mến ông. Để các thôn làng phát triển bền vững rất cần những cán bộ cơ sở có nhiệt huyết, có năng lực, có tinh thần trách nhiệm cao như ông Plô. Tin rằng một ngày không xa, với sự đoàn kết đồng lòng từng bước thay đổi nếp nghĩ cách làm, đoàn kết giúp nhau vươn lên, bà con làng A Mương sẽ khấm khá hơn, ấm no, hạnh phúc.